Trước khi bão số 3 đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh đã di dời hơn 1,6 vạn dân, kêu gọi hơn 8.000 tàu thuyền về nơi tránh trú. Tỉnh này cũng đã huy động 1 vạn người tham gia chống bão. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tính đến 15 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2019, địa phương đã di chuyển hơn 16.100 người trên các lồng, bè, chòi, canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3. Ngoài ra, tỉnh đã huy động 2.000 cán bộ chiến sĩ, gần 2.300 dân quân tự vệ, gần 5.500 lượt người dân, gần 700 lượt phương tiện xe máy, tàu thuyền, xuồng cũng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố. Địa phương triển khai cũng rất là quyết liệt và hết sức chủ động trong cái việc là bố trí các cái lực lượng, các cái phương tiện để cũng như là đưa ra các cái phương án phòng chống các cái bất lợi có thể do bão gây ra khi mà vào đến Quảng Ninh. Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh có hai hệ thống đê là đê Hà Nam dài 37 km và đê Hà Bắc dài 39 km. Các tuyến đê có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hơn 16.000 dân và hơn 5.100 hectare đất sản xuất nông nghiệp thuộc 8 xã đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên. Hiện nay, toàn tuyến đê Hà Nam cơ bản ổn định, không có hiện tượng sụt lún. Những điểm xung yếu trước đây đều đã được Trung ương và tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư nâng cấp đảm bảo an toàn. Với phương châm không để người già, trẻ em dưới tàu thuyền khi bão đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh đã phải cưỡng chế di rời hai hộ dân ở thành phố Cẩm Phả. Có thể nói là việc ứng phó cơn bão số 3 này đã được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, thì Chính phủ và các địa phương triển khai rất là quyết liệt, chủ động và hiệu quả. Có thể nói là đến chiều hôm nay thì công tác mà để chuẩn bị ứng phó các cái cơn bão này của các địa phương đã cơ bản là đã hoàn thành. Tất cả các cái tàu thuyền đã được vào nơi neo đậu, rồi là người trên các cái lồng bè thủy sản cũng đã được đưa vào bờ an toàn. Các địa phương cũng đã cấm biển và triển khai tất cả những cái hoạt động cần thiết. Tính đến tối 2 tháng 8, toàn bộ 8.500 tàu thuyền đều đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão và trở về nơi tránh trú an toàn.